Hello everyone, welcome to English lesson today. Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại cùng nhau ôn tập bài số 11 nhé. Are you ready? Okay, now let's start. Review unit 11. What time is it? Trước khi vào bài học, chúng mình cùng nhau ôn tập lại từ chỉ một số hoạt động hàng ngày nhé. Now, look, listen and repeat. Clock. Time. Get up. Get up. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Chúng mình đã được học cách hỏi và trả lời về giờ. Vậy các em hãy cho cô biết, muốn hỏi bây giờ là mấy giờ? Ta có câu hỏi. What time is it? Và chúng mình có hai cách trả lời. Cách trả lời thứ nhất đối với giờ chẵn, ta có is với số giờ và o'clock. Cách trả lời thứ hai với giờ lẻ, chúng ta có is với số giờ và số phút. For example, what time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 7:15. Vậy khi chúng ta muốn hỏi bạn làm gì và lúc mấy giờ, chúng ta sẽ hỏi What time do you với một hoạt động. Và câu trả lời là I với hoạt động mình hỏi và từ at sau at là số giờ. For example, what time do you go to bed? I go to bed at 9 o'clock. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau ôn tập lại phần âm nhé. Now, listen and repeat. O. Cook. My mother cooks at 6 o'clock. Again. O. Cook. My mother cooks at 6 o'clock. O. Book. Your book is on the table. Again. O. Book. Your book is on the table. O. Noon. I play football at noon. Again. O. Noon. I play football at noon. O.
school. They have lunch at school. Again. Oh. School. They have lunch at school. Now we are going to practice. Look and answer my question, please. What time is it? You answer. Good. It's 6 o'clock. What time is it? Well done. It's 7:15. What time is it? Great. It's 7:25. What time do you get up? Good job. I get up at 6 o'clock. What time do you go to school? Well done. I go to school at 6:45. What time do you go to bed? Perfect. I go to bed at 9:30. Do you want to play a game? Okay, let's play. You have to choose one suitable to complete the sentence. Now, the first one. Which do you choose? Good. Now, read aloud the sentence. I get up at 7:45. Night. Good. I brush my teeth at 8 o'clock. Did you? Good. That's right. I usually have breakfast with my parents at 8:40. Good. Well done. I go to school at 8:50. You too? Good. I sometimes go to bed at 12:30. Vậy trong bài học ngày hôm nay, các em cần nhớ một số từ chỉ hoạt động hàng ngày. Các em vận dụng được câu hỏi và trả lời về giờ, câu hỏi và trả lời về các hoạt động hàng ngày diễn ra vào lúc nào. Bài học hôm nay kết thúc ở đây rồi. Cô chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Goodbye and see you again.